chết. Cây nha đam. Cây nha đam ngàn năm. Khổng lồ. Không bón bất kỳ một loại phân vô cơ nào mà cây nha đam có thể phát triển mạnh mẽ vậy, đó chính là nhờ cực bò. Kính thưa quý vị và các bạn, đây là phân tự nhiên, còn có tên gọi khác là cứt bò khô, rất tốt cho việc trồng trọt, việc chăn nuôi. Đây, khi mà bón cứt bò vào thì cây nha đam phát triển rất tốt. Ngoài cứt bò, chúng ta còn có thể bón các loại phân khác từ cỏ như cứt dê, cứt hươu, cứt nai.